Ngày 4 tháng 3, tổ công tác đội số 11 Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an thành phố kiểm tra kho thực phẩm tại bãi Thanh Giang Ngoài, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai do bà Hà Thị Bình là chủ, phát hiện gần chục tấn sụn gà, chân gà, dạ dày động vật không rõ nguồn gốc được ép bánh, đóng trong bao giấy và bao tải. Chủ lô hàng khai nhận đây là số thực phẩm được mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá chỉ từ 5.000 đồng trên 1 kg. Thời điểm kiểm tra, số hàng trên đã xuất hiện nấm mốc và bốc mùi hôi, nhưng bà Bình vẫn khẳng định số thực phẩm này vẫn tươi ngon, ăn được và đang được bán cho các quán ăn tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Theo lực lượng chức năng, đây là số hàng tạm nhập tái xuất, được nhập về Việt Nam để xuất đi nước ngoài, nhưng do tình hình thông quan khó khăn, số hàng này được tuồn về thị trường nội địa để tiêu thụ. Tất cả số hàng này đều không có nhãn mác, giấy tờ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tiếp tục xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.